ta nè chiết cút khmum rồi có cho chiên nhang pool rồi có chiết thmo cứ nhọt bàn đằng tới bộ vì tôi hiểu được thọt được tí pí bọn nó khi mà được bàn được không đấy khi mà được bàn được đấy hơi khơi rụp riêng đôi chỉ cút khmum pì đôi chỉ cút khmum sọ sọ đôi chỉ cút khmum còn tại khi mà đang thắt chỉ cút khmum rồi có chiên nhang pool rồi có chiết thmo mình đang hay khơi sạt sạt lạnh mà cướp phân phân hay khơi sạt sạt lạnh có rớt tốc rồi tốc cướp bô chia rồi đôi chỉ cúi mông mà bằng bốn sọ sọ đôi chỉ cúi mông được coi trên những phun được khi mình đăng đá vận tải khi mà rớt sâu thôi chia sâu chỉ mui cái môn khmum này môn khmum đây nhắm phong là sờ lòng bốn มุนคงคงจะสลอกខ្ញុំสลอให้ខ្ញុំសូនធ្វើជាខ្ញុំសូនយកក្រមួនខ្ញុំដើម្បីបတ်ទៅលើរបស់ទាំងពីរនេះមិនដឹងជាអ្វីគឺខ្ញុំមិនដឹងដែរគឺដឹងថាជាយ៉ាងពូនឬក៏ជាគុជខ្មុំឬក៏ជាថ្មគឺមិនដឹងប៉ុន្តែទោះមិនមែនជាវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិក៏ខ្ញុំរក្សាទុកដែរព្រោះឃើញវាស្អាតសក់ដូចជាគុជខ្មុំអញ្ចឹងបងប្អូនវាស្អាតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា